and according to the authority that I have. Nhưng mà tôi không muốn trở thành một cái người mà CEO mà lúc nào cũng là yêu cầu hoặc là dùng cái lương mà mình có thể trả cho họ để mà có thể yêu cầu họ làm việc này hoặc việc nào. Trong công việc truyền thống á, thì tất cả những người mà lãnh đạo á, thì họ không kỳ vọng rằng các anh chị trở thành một người lãnh đạo tốt, mà họ kỳ vọng rằng các anh chị trở thành một cái người nhân viên tốt hoặc là một cái người quản lý tốt. Và trong công việc truyền thống của tôi á, tức là tôi làm được rất là nhiều điều vượt hơn sự kỳ vọng của ông chủ của tập đoàn và vượt hơn cái sự kỳ vọng mà rất là nhiều người nghĩ, bởi vì tôi không chỉ đơn thuần làm điều đó cho công ty không, mà tôi làm cho chính bản thân của tôi. Trong cái công việc truyền thống của tôi với cái vị trí đó thì tôi có rất là cái trách nhiệm của tôi rất là nhiều, cũng như là tôi có rất là nhiều những cái cuộc họp, những cái meeting, phải có gặp rất là nhiều những cái vấn đề và tôi giải quyết tất cả những cái vấn đề đó bằng cái sự đối thoại. Nếu mà mọi người có cái vấn đề gì đó mà chưa rõ ràng thì tôi là cái người mà trực tiếp đi xuống nhà máy, đi xuống tận cái nơi đó để xem cái vấn đề đó là cái gì. Và tôi thật sự là một cái người lãnh đạo thực thụ, tôi là một người lãnh đạo thực thụ từ lúc tôi mới sinh ra và chính bản thân của tôi, chứ không phải là tôi chỉ suy nghĩ là làm như thế nào là tốt nhất cho cái tập đoàn đó. Khi mà tôi tiên phong trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào thì tôi thường mời tất cả những cái người giỏi đến và tham gia cùng với tôi để xây dựng nên cái điều đó. Trong vòng 10 năm đầu tiên, tôi có thể thu hút được rất là nhiều những người giỏi từ những trường đại học rất là tốt. Tôi tìm kiếm những người có tài năng, những người giỏi cùng làm việc với tôi để đưa ra những cái hành động mà theo cái kế hoạch mà tôi đặt ra trong một khoảng thời gian sắp tới. Cái cách làm và cách xây dựng đó của tôi đã giúp cho cái kinh doanh, tức là kinh doanh của tập đoàn phát triển rất là tốt, và tập đoàn đã trở thành một trong những cái tập đoàn rất là nổi tiếng ở Thái Lan và đã có thể có được cái kết quả kinh doanh phát triển rất là tốt từ lúc đó đến thời điểm bây giờ. Tất cả những cái hành động này của tôi là để động viên và khuyến khích tất cả những cái người trong công ty của tôi, bao gồm rất là nhiều những cái thế hệ khác nhau, họ đều có thể nỗ lực và đóng góp cho cái sự phát triển và sự thành công. Như các anh chị thấy đó, lãnh đạo là cái người mà có thể làm vượt những cái sự kỳ vọng, và các anh chị làm vượt cái sự kỳ vọng đó bởi vì các anh chị nghĩ rằng những cái hành động đó đều mang lại những cái lợi ích tốt nhất cho đội nhóm của mình. Kinh doanh Amway thì có thể gọi là đơn giản hơn rất là nhiều so với công việc truyền thống. Bởi vì lãnh đạo trong kinh doanh Amway thì các anh chị đơn giản hơn, bởi vì các anh chị không cần phải đầu tư cái nguồn vốn của mình trong cái kinh doanh này. Lãnh đạo trong kinh doanh Amway là một người mà thật sự có một cái lý do rất là rõ ràng khi mà họ đưa ra để họ lựa chọn kinh doanh Amway. Nếu các anh chị không lựa chọn Amway thì các anh chị đến với cái môi trường kinh doanh Amway này giống như là các anh chị chỉ thể hiện là tôi có mặt trong cái môi trường này rồi, nhưng mà trái tim của mình, nhưng mà lý trí của mình thì nó không có nằm ở đây mà nằm ở đâu đó phía ngoài. Nếu mà một người lựa chọn cơ hội kinh doanh Amway thì người đó sẽ cảm nhận được rằng đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời, một cơ hội kinh doanh mà có thể mang lại một sự thay đổi và thành công cho chính bạn. Và định nghĩa của tôi đối với tất cả những nhà lãnh đạo trong kinh doanh Amway là những cái người mà có thể xây dựng cái cơ hội kinh doanh Amway cho chính bản thân của họ thông qua việc xây dựng một hệ thống, một mạng lưới những người tiêu dùng và những người lãnh đạo thật sự. Để xây dựng một hệ thống, một mạng lưới những cái người tiêu dùng thì nó thật sự là không khó. Các anh chị có thể học cái cách mà sử dụng sản phẩm, và sau khi học cách sử dụng sản phẩm, các anh chị có thể đọc thêm những cái thành phần, những cái công dụng của sản phẩm, ví dụ như là sản phẩm Double X, thì các anh chị có thể dễ dàng để chia sẻ cho những người xung quanh của mình về cái hiệu quả và công dụng của sản phẩm Double X để mình có thể xây dựng một cái hệ thống những người tiêu dùng xung quanh của mình. Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống những nhà lãnh đạo thì nó cần cái năng lực và cái sức chất, gọi là cái khả năng lãnh đạo của các anh chị để có thể bắt đầu xây dựng những người xung quanh của mình. Theo kinh nghiệm của tôi á, thì tôi thấy rất là nhiều những nhà lãnh đạo khi mà họ đạt được Platinum thì họ ngưng ở cái mức pin đó một khoảng thời gian rất là dài. Một vài người thì 3 năm, 5 năm, 10 năm, hay thậm chí có những người 20 năm vẫn ở cái mức pin đó. Có thể những cái người đó họ có một số khách hàng, mà những cái người mà sử dụng sản phẩm 3%, 6% hay thậm chí cả 9%. Sau một khoảng thời gian làm việc thì có một số người không làm việc được chung và họ bắt đầu là có thể là rời khỏi đội nhóm. Một khi mà mình bị chững lại ở một cái mức nào đó thì hãy nhìn lại chính bản thân của mình. Bởi vì khi mình nhìn lại chính bản thân của mình thì mình mới hình, tức là mình mới biết được và làm như thế nào để mình cải thiện bản thân, để làm cho tất cả những người xung quanh họ bắt đầu mong muốn làm việc, mong muốn gọi là đồng hành, mong muốn học tập, mong muốn cùng đi với mình. Và điều đầu tiên tôi nhận thấy rằng là tầm nhìn rất là quan trọng. Tôi đặt cái điều này lên là cái khía cạnh đầu tiên, khía cạnh số 1. Có thể nó không phải là quan trọng nhất, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi làm từ trước đến giờ, chính cái tầm nhìn giúp cho tôi có thể đạt được cái thành xây dựng và đạt được thành công như ngày hôm nay.
Tầm nhìn là một cái điều mà nó chưa đến ở hiện tại, mà các anh chị có thể nhìn nó xa về tương lai. Và đương nhiên một điều khi mà mình nhìn xa về tương lai như vậy thì không có một bất kỳ một ai xung quanh của mình hay những người bên ngoài họ có thể chắc chắn rằng điều đó có thể xảy ra trong tương lai. Và cái tầm nhìn đầu tiên của tôi đó chính là sản phẩm của Amway. Bởi vì sản phẩm của Amway là những nhóm sản phẩm mà tất cả mọi người đều cần, tất cả mọi người đều mong muốn có được những cái sản phẩm đó, và những cái dòng sản phẩm đó không bao giờ là lỗi thời. Như các anh chị thấy ở giai đoạn hiện tại là chúng ta thấy có rất là nhiều những cái thương hiệu, rất là nhiều những cái nhãn hàng cũng như là những cái sản phẩm họ bắt đầu đi vào thị trường. You know, disruption occur in our society. Disruptive technology đó là cái sự biến động và sự thay đổi vượt bậc về công nghệ. Bởi vì như các anh chị thấy á, trước đây á, là mình sử dụng, tức là về ngành in ấn thì mình sử dụng rất là nhiều giấy. Nhưng mà khi mà mình phát triển lên, công nghệ thông tin phát triển lên thì bắt đầu cái việc in ấn giấy nó bắt đầu giảm dần. Và mình có thể là chia sẻ và gửi cái tin nhắn cho nhau. Cái biến động này á, nó ảnh hưởng đến ngành ngân hàng rất là nhiều. Và một CEO của cái ngân hàng SCB ở bên Thái Lan á, họ review và họ xem lại tất cả những cái chỉ số và những cái sự phát triển của ngân hàng đó, thì họ nhận ra rằng 96% tất cả những cái giao dịch được thực hiện online hết. Chỉ có 4% là những cái người mà họ tới trực tiếp ngân hàng để xử lý và giao dịch những cái hoạt động trực tiếp mà thôi. Ngân hàng đó họ bắt đầu tìm cái giải pháp và họ bắt đầu đóng cửa bớt những cái chi nhánh, nhưng mà họ không thể đóng cửa được tất cả những cái chi nhánh bởi vì vẫn còn 4% những cái người mà họ tiếp tục và giao dịch trực tiếp đó. Họ đã cố gắng đóng cửa rất là nhiều những cái chi nhánh, nhưng mà cái ngành ngân hàng đó, nó bị biến động rất là nhiều bởi vì nó vấp phải những cái sự cạnh tranh rất là lớn bởi những cái ngành nghề khác hoặc là những cái ngân hàng khác ở bên phía đặc biệt là phía Trung Quốc, và họ có thể cung cấp những cái khoản vay mà gần như là không có nợ xấu. Họ có thể sử dụng Big Data để có thể nhìn gương mặt của mình và biết mình là một cái người mà có uy tín hay không, có tốt hay không, khi mà mình vay cái tiền từ ngân hàng đó và mình có trả nợ hay không. Và tất cả những cái điều đó nó làm cho cái sự cạnh tranh trong cái lĩnh vực này nó rất là khốc liệt. Ông ấy rất đặc biệt và khác biệt, nó không có bị biến động bởi vì cái ngành sắc đẹp và ngành sức khỏe nó rất là cá nhân, bởi vì mỗi cá nhân đều mong muốn cho chính bản thân của mình một cái sức khỏe tốt hơn, một cái sắc đẹp tốt hơn. Và thậm chí ở thị trường Thái Lan cho đến thời điểm bây giờ là 32 năm, nhưng mà rất là nhiều, tức là tất cả mọi người đều công nhận một điều rằng là sản phẩm Amway rất là xuất sắc và họ mong muốn sở hữu và sử dụng những dòng sản phẩm đó. Và với cái kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy được rằng trong kinh doanh Amway, kinh doanh mang lại một cái cơ hội kinh doanh cho chính mỗi người, thì cái điều này là cái điều mà tất cả những cái người mà họ muốn cái sự phát triển và sự thành công, họ đều cần cái điều đó. Và chính cái điều này nó sẽ gọi là phát triển rất là lớn trong tương lai. Như tôi chia sẻ vào cái phần Call Plus sáng nay thì các anh chị á, mình nỗ lực trong vài năm sắp tới thì nếu mà mình đạt được một cái mục tiêu nhất định thì mình sẽ nhận được một cái khoản thu nhập. Thì các anh chị nghĩ rằng cái khoản thu nhập đó nó có bị sự cạnh tranh không ạ? Các anh chị có nghĩ rằng là cái mục tiêu Diamond trong vòng 3 năm tới nó xứng đáng và nó giá trị cho cái thời gian các anh chị bỏ ra không ạ? Do you really see this? Các anh chị có thấy được điều này không ạ? I see the vision. Đây là tầm nhìn. Và cái điều thứ hai á, mà một cái người lãnh đạo thực sự là họ cần có, đó là ước mơ. Như sáng ngày hôm nay có một bạn chia sẻ là khi mà họ làm công việc truyền thống thì họ làm điều đó trong một khoảng thời gian rất là dài bởi vì chính bản thân người đó họ không có được những cái ước mơ. Nhưng mà đối với một cái người lãnh đạo trong kinh doanh Amway thì về cái tính cách, về sự tưởng tượng mà để dẫn dắt và để thu hút người khác thì họ cần phải có một cái ước mơ rất là rõ ràng. Như tôi đã chia sẻ thì một người lãnh đạo thật sự là một người có khả năng động viên được người khác, bởi vì chính cái sự động viên có thể giúp cho những cái người xung quanh của mình họ có thể làm nỗ lực nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và mong muốn cùng phát triển kinh doanh Amway với mình. Và một điều rất rất là quan trọng là cái sự thành công trong kinh doanh Amway sẽ giúp cho tất cả các anh chị vượt qua tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống của mình. Các anh chị có tin tưởng vào điều này không ạ? Yes, ok. In my experience of my own downline. Và theo kinh nghiệm của tôi ở bên Thái Lan á, thì có rất là nhiều những cái cặp đôi mà những cái cặp đôi đó có bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi vì là một người thì rất là tin tưởng và nỗ lực, nhưng mà người còn lại lại là cái người không tin tưởng và không nỗ lực, thì nó làm ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình có cái niềm tin và mình nỗ lực thật sự thì tất cả mọi vấn đề sẽ được vượt qua. Và sự tự tin rất là quan trọng.
Bởi vì khi mà mình có sự tự tin thì mình mới có thể dẫn dắt được người khác. Nếu mà mình thiếu sự tự tin thì nó giống như là có những giai đoạn mà mình bị chững lại, mình không làm những công việc cơ bản, mình không làm 3S và mình không tích lũy và mình không đủ cái quán tính để mình có thể thay đổi cái sự thành công mình một cách vượt bậc và cứ lên lên xuống xuống. Cái sự tự tin đó, các anh chị có thể thấy được đó, là đối với những anh chị mà có thể đối với những anh chị mà chưa đạt được Platinum thì đâu đó cái sự tự tin vào bản thân của mình nó có thể chưa là toàn diện. Nhưng mà một khi các anh chị đã làm Platinum thì cái sự tự tin của mình nó phải rất là chắc chắn và phải là 100%, bởi vì không một ai đi theo bản thân của mình nếu mà bản thân của mình là một cái người cứ suốt ngày lên lên xuống xuống như vậy. Cái sự tự tin đó đặc biệt rất là quan trọng khi các anh chị nỗ lực cho mục tiêu Emerald và mục tiêu Diamond, thì cái điều này nó cái sự tự tin của mình nó phải rất là chắc chắn và nó phải rất là bền vững. Và một cái điều rất quan trọng nữa đó là cái công việc cơ bản. Thì khi mà mình làm cái công việc cơ bản á thì mình có cảm thấy gọi là hạnh phúc hay không? Bởi vì nếu mà mình không thấy hạnh phúc á thì nó sẽ rất là khó cho mình phát triển và thành công. Bởi vì mỗi người khi mà gọi là cái cảm xúc mà lên lên xuống xuống, thì ví dụ như là ngày hôm nay tôi buồn, tôi không muốn làm cái công việc cơ bản nữa, thì điều này sẽ rất là khó cho chính bản thân của mình phát triển. Bởi vì là như là một cái người thành công là cái người mà được gọi là sinh ra để có thể làm cái công việc 3S này một cách rất là vui vẻ. Cái công việc cơ bản như thế này á, các anh chị có thể hình dung là mình có thể nói rằng á là tôi không muốn chia sẻ cái công việc, chia sẻ sản phẩm hay là chia sẻ kế hoạch kinh doanh đối với cái người này, bởi vì cái người này có thể nghĩ tôi như thế này hoặc là nghĩ tôi như thế nọ. Nhưng mà các anh chị hãy suy nghĩ rằng á, cơ hội, tức là công việc cơ bản trong kinh doanh Amway nó giống như một món quà. Thì cái món quà đó có thể là sản phẩm, cái món quà đó có thể là cơ hội kinh doanh. Nếu mình chia sẻ cái món quà đó cho những người bạn của mình, có thể là họ nhận chỉ là sản phẩm, chỉ có thể là hoặc là họ nhận chỉ là cơ hội kinh doanh, thì nó vẫn rất là tốt. Mà các anh chị có thể, khi mà các anh chị hình dung được như vậy thì các anh chị sẽ cảm nhận được rằng cơ hội kinh doanh Amway, những người đầu tiên mà mình chia sẻ có phải là những người mình yêu thương không ạ? Và tôi có một downline, một người downline rất là trẻ, có thể là downline trực tiếp tôi bảo trợ ở bên Thái. Và cái người ấy á thì cảm thấy gọi là rất là buồn khi mà gặp phải cái sự từ chối. Và anh đó thì phải mất vài ngày để có thể gọi là hồi phục lại từ cái cảm giác mà bị từ chối đó. Thì tôi có gặp và tôi có chia sẻ rất là nhiều lần là giống như là mình cho một cái món quà, mình cho họ một cái món quà, nếu mà họ không nhận cái món quà đó thì mình tiếp tục đem đi tặng cái món quà đó cho cái người tiếp theo. Và hãy biến tất cả những cái điều tiêu cực, những cái cảm xúc buồn của mình biến thành cái năng lượng và cái năng lực để mình có thể đi chia sẻ cho người tiếp theo. Và trong cái kinh doanh Amway á, nếu mà một số bạn là 12%, nếu mà gọi là cứ buồn như vậy thì nó sẽ rất là khó để các bạn có thể phát triển lên cái mục tiêu tiếp theo là 21%. Và một cái điều tiếp theo á, là đã là leader thì mình phải là một cái người có cái sự thay đổi. Nhưng mà mình thay đổi cái điều gì? Nếu mà mình là một người lãnh đạo thật sự, mình muốn người khác làm với mình, nhưng mà cái người bạn của mình á, họ muốn thành công nhanh, nhưng mà mình lại là một cái người chậm, thì mình có muốn thay đổi cái điều đầu tiên là từ chậm thành nhanh không ạ? Nếu mà tất cả chúng ta là những cái người mà trẻ, mong muốn một cái sự thành công, mong muốn một cái sự thành công nhanh, thì bản thân của mình phải chấp nhận cái việc là mình làm việc chăm chỉ và chăm chỉ hơn rất là nhiều. Có thể là mình không tham dự những cái buổi tiệc, không đi xem phim, hoặc là mình có thể giảm những cái hoạt động mà gọi là giải trí mà không tạo ra sự thành công của mình. Thì tất cả những cái điều đó có thể gặp phải cái sự gọi là sự nhìn khác biệt từ những người xung quanh khi họ chưa hiểu Amway. Họ có thể là nhìn mình thấp, họ có thể nhìn mình là cái anh Amway này anh rất là bận. Nhưng mà tất cả những cái điều đó không quan trọng, bởi vì mình đang nỗ lực để xây dựng cái cuộc sống của chính bản thân mình. Và một điều tôi rất là thán phục tất cả các bạn trong đội nhóm của mình đó là các bạn càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng đẹp gái hơn. Các bạn ăn mặc rất là đẹp và các bạn cho những người xung quanh thấy đó, là với SmartFit và với SmartLook tôi không có còn những cái khuyết điểm trên cơ thể nữa, mà khi mà bước lên sân khấu tôi rất là tự tin để có thể chia sẻ những cái điều đó ra, rất là đẹp và rất là đẹp trai đẹp gái. I always admire and I show you CCS as look at. Và một cái điều mà tôi rất là thán phục đó là cái sự thay đổi của các anh chị, và chính cái sự thay đổi đó tôi đã chia sẻ cho các bạn bên hệ thống của tôi bên CCS, và đó chính là thương hiệu của các anh chị. Actually, yeah, okay. Because we are in the business of health and beauty. Đó không chỉ là công sức của tôi mà nó là công sức của cả một cái đội nhóm của tôi bên Thái. Đó là cái điều mà tôi rất là vui khi nhìn thấy cái sự thay đổi rất tích cực của các bạn. Và nếu mà các bạn muốn thay đổi thì hãy bắt đầu với
Nutrilite, Smartfit và Smartlook đó, bởi vì đó chính là cái thương hiệu cá nhân của các bạn. Cái khía cạnh tiếp theo là một khía cạnh rất là quan trọng, bởi vì nếu chúng ta muốn trở thành một người lãnh đạo, bản thân của mình phải là một cái người có chỉ số IQ, là chỉ số thông minh tốt. Thì chỉ số IQ nó lên cái sự khôn ngoan của mình trong mọi việc và trong cái việc, trong những cái quyết định của bản thân mình. Và IQ rất là quan trọng. Ví dụ như ở bên Thái thì chúng tôi sử dụng Line, nhưng mà ở Việt Nam các bạn thì các bạn có cái trang ở trên Facebook. Thì tôi có thể là tôi không có đọc hiểu được hết, nhưng mà tôi dùng translation là dùng dịch đó để có thể hiểu được tất cả những cái điều đó. Thì tôi thấy được rằng á, là một cái người mà thông minh á, là một cái người mà khi mà họ nhận thức được rằng họ chia sẻ một cái điều gì đó trên mạng xã hội, đặc biệt là trong một cái nhóm có rất là nhiều người, thì nó phải tạo ra cái giá trị và cái lợi ích cho những người xung quanh. Giá trị và lợi ích đó có thể là từ sản phẩm, từ một cái trải nghiệm về sản phẩm, hoặc là một cái địa điểm mà các bạn lựa chọn để làm việc. Và các bạn thấy á, là một cái người thông minh, một cái người có IQ tốt là phải luôn luôn là tạo ra được những cái giá trị cho những người xung quanh như vậy. Và thậm chí có rất là nhiều những cái thông tin và những cái chia sẻ ở trong cái nhóm như vậy, thì bản thân của mình là một người lãnh đạo tốt thì mình phải, tức là mình không được trả lời những cái câu hỏi đó theo một cái chiều hướng tiêu cực, mà mình phải tìm cách để trả lời nó làm sao cho nó hài hòa và tốt nhất. Và cái chỉ số tiếp theo đó là chỉ số EQ, hay còn gọi là chỉ số cảm xúc. Và chỉ số cảm xúc này á, là nó thể hiện được á, là mình là một người lãnh đạo thật sự hay không. Bởi vì nếu mà mình cảm thấy tiêu cực, mình cảm thấy buồn mà mình lại chia sẻ cái tiêu cực đó ra, hoặc là làm ảnh hưởng đến những người khác, thì thật sự mình chưa phải là một người lãnh đạo thực sự đâu, có như năm quen. Và cái chỉ số tiếp theo đó là chỉ số MQ, hay còn gọi là chỉ số đạo đức. Và tôi muốn nhấn mạnh về khía cạnh là những cái quy tắc ứng xử của Amway và quy tắc ứng xử của đội nhóm. Bởi vì ở trên tất cả mọi nơi trên thế giới có rất là nhiều những nhà phân phối, họ muốn thành công nhanh và họ làm theo một cái cách gọi là cách sai. Họ có thể là trữ một cái lượng hàng rất là nhiều, hoặc là bắt downline của họ trữ hàng, hoặc thậm chí có những cái điều mà làm sai và họ nghĩ rằng những cái điều đó không ai biết cả, nhưng chính bản thân của họ là cái người biết điều đó. Cho nên một người lãnh đạo tốt, một người lãnh đạo thật thụ thì họ sẽ không bao giờ làm những cái điều mà vi phạm đến những cái quy tắc ứng xử đó. Và theo kinh nghiệm của tôi là nếu mà một anh chị nào đó mà từ cấp độ Platinum mà không thể phát triển lên được Emerald hay là Diamond, thì hầu hết tất cả các anh chị đều vướng phải cái khía cạnh số 8 này rất là nhiều. Nếu mà tất cả các bạn là một người lãnh đạo thật sự thì các bạn có thể kiểm soát được tất cả những cái chỉ số này trong những cái hoàn cảnh. Bởi vì khi mà mình kiểm soát được tất cả những cái chỉ số này trong hoàn cảnh thì thể hiện được bản thân của mình là một cái người trưởng thành. Bản thân của mình là một cái người có thể gọi là kiểm soát được cái tình hình, cũng như là mình có thể có được một cái đường đi rất là chắc chắn, và chính cái đường đi chắc chắn đó sẽ không bị tác động bởi bất kỳ một ai hết. Mình không có buồn và mình biết được rằng cái nỗ lực và cái sự kiên trì của mình đang dẫn mình đến sự thành công. Và cái khía cạnh tiếp theo đó là cái đưa ra quyết định. Nếu mà tất cả các anh chị mong muốn những cái mục tiêu cao hơn thì bản thân của mình phải là cái người đưa ra cái quyết định đầu tiên là trở thành một Emerald hay là một Diamond trong năm tới. Hay là theo một cái cách nói khác là không bao giờ từ bỏ. Mỗi khi mà chúng ta đưa ra một cái quyết định thì mình phải cảm nhận được đây là một cơ hội kinh doanh rất là tuyệt vời. Bởi vì các anh chị đang là cái người mà đem lại và tạo ra những cái giá trị và giúp đỡ những cái người xung quanh của mình. Và một khi mà mình đã nỗ lực làm cái điều đó, đôi khi cái người bạn của mình hay là cái người downline của mình họ phản ứng lại theo một cái cách mà không như mình kỳ vọng, thì mình hãy là cái người yêu thương họ. Bởi vì cái vai trò upline và downline nó giống như là một cái điều rất là ý nghĩa, và nó là một cái sự, một cái duyên mà các chị có được cái điều đó. Có thể là tôi có thêm cái điều số 10, và tôi gặp được rất là nhiều những cái downline của tôi đến thăm, đến hỏi thăm, đến nói chuyện và đến chúc mừng tôi, đặc biệt trong những ngày lễ Tết. Thì họ chia sẻ những cái cảm xúc rằng là họ rất là may mắn khi có tôi là upline. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ ngược lại rằng là tôi cũng rất là may mắn khi có họ là downline. Bởi vì được sinh ra mà trở thành upline của những cái người bạn đó, những người đó, thì đó là một cái điều may mắn của tôi. Và khi mà tôi trở thành một upline thì tôi phải có một cái, giống như là tôi phải đặt một cái áp lực trên mình nhiều hơn. Mình phải là một cái người nỗ lực để giữ cái lời hứa của mình, cam kết với cái lời hứa của mình. Bởi vì khi mà mình nỗ lực và cam kết với cái lời hứa của mình thì mình mới thể hiện được cái trách nhiệm là một cái hình mẫu mà để cho cái người downline của mình nỗ lực mà noi theo. Tôi cảm thấy đó là may mắn khi trở thành một cái người lãnh đạo, bởi vì đó là cái nỗ lực mà tôi giữ lời hứa với downline của mình.
Cái điều tiếp theo á là cái việc mà lên mục tiêu, thì tất cả các chị ngồi trong khán phòng của mình á là 12%. Có thể trong 1 năm tới các chị đặt mục tiêu là Platinum, hoặc thậm chí là trong 3 năm tới các chị đặt mục tiêu là Emerald hoặc là Diamond. Nhưng mà đối với bản thân của tôi khuyến khích và động viên tất cả các chị không chỉ là có những cái mục tiêu nhỏ, mà nó hãy là một cái mục tiêu lớn, một cái mục tiêu dài hạn. Đó là 10 năm và cái hẹn 10 năm ở Beijing, Bắc Kinh. Bởi vì á, khi các anh chị không có một cái mục tiêu thì cái khía cạnh số 9 của các anh chị sẽ rất là yếu, và nó có thể lung lay, rất là dễ lung lay, và nó không có cố định. Có phải điều này đúng không ạ? Đối với bản thân của tôi không có một cái kỳ hạn. Bởi vì với vai trò, với cái sự vinh dự là một upline của một hệ thống rất là lớn bên Thái Lan, hay là hệ thống của các anh chị ở Việt Nam bây giờ là Eagle, thì tôi không chỉ đặt là mục tiêu vài năm, mà đối với bản thân của tôi đó là sự cam kết trọn đời, một nỗ lực trọn đời có thể xây dựng kinh doanh Amway đến lúc nào tôi còn sống thì thôi. Các anh chị có thể nói được điều này không ạ? Các anh chị nào trong các phòng nghĩ rằng mình có thể lên được cái kế hoạch 10 năm ạ? Bởi vì khi mà mình có được một cái mục tiêu dài hạn như vậy, thì đối với bản thân của mình luôn luôn tiến về phía trước, và chính cái mục tiêu đó luôn luôn động viên, khuyến khích bản thân của mình luôn luôn nỗ lực, luôn luôn phát triển, luôn luôn làm nhiều hơn nữa. Bởi vì khi mà mình đặt mục tiêu Platinum thì mình tiếp tục là Emerald, Diamond, Double Diamond, Triple Diamond, hoặc là thậm chí lên Crown Ambassador. Và đối với bản thân của mình, khi mà mình có một cái mục tiêu như vậy thì luôn luôn khuyến khích và động viên cho mình phát triển và phát triển hơn nữa. Khi mà các anh chị có cái mục tiêu rõ ràng như vậy, cái số 10 của mình rõ ràng như vậy, thì cái số 9, cái dành số 9 của mình nó rất là chắc chắn. Khi mà số 9 chắc chắn rồi thì quay lại số 8. Và khi mà mình có một mục tiêu đó thì bắt đầu cái số 1 của mình nó rất là chắc chắn, bởi vì mình biết được là sau 10 năm mình sẽ ở đâu và mình sẽ nỗ lực như thế nào để có thể đạt được cái mục tiêu đó. Và điều đó cũng là giải thích cho cái ước mơ của bạn. Bởi vì các anh chị biết được cái phong cách sống của rất là nhiều những các Grand Ambassador, và các chị mong muốn trở thành một trong số những người đó. Và khi mà mình có một cái mục tiêu là Grand Ambassador như vậy, nó sẽ động viên được tất cả các bạn ngồi trong khán phòng này, động viên được tất cả những cái người xung quanh của mình, động viên được tất cả những cái người bạn của mình. Và nếu mình thực hiện cái điều này từng bước một, thì mình có thể động viên được tất cả những người khác trong xã hội. Mà mình thấy được, có phải Next Gen Global đang là một cái nền tảng làm được điều đó không ạ? Yes, I will be so proud of you. Và tôi rất là tự hào đấy các bạn. And again, I think this is very self-explanation. With you already proved the belief. Và khi mà các bạn có một mục tiêu rõ ràng thì tất cả những điều phía trên sẽ được gọi là chắc chắn hơn và vững mạnh hơn. Các bạn có thể có một cái niềm tin, các bạn làm công việc 3S rất là vui vẻ. Các bạn có thể kiểm soát được tất cả những cái chỉ số của mình trong mọi hoàn cảnh. Tôi muốn hỏi một, tức là các bạn trong khán phòng của mình, thì có những anh chị em nào mà trong khán phòng của mình đã đặt mục tiêu 1 năm rồi không ạ? Các anh chị em có thể giơ tay lên và chia sẻ được không ạ? Còn những anh chị em khác mình chưa có đặt cái mục tiêu trong 1 năm tới của mình thì sao ạ? Và chúc mừng tất cả các anh chị, bởi vì các anh chị biết cách để có được cái mục tiêu cho cái trong 1 năm tới của mình. Bao nhiêu các anh chị trong khán phòng của mình trong một mục tiêu trong 1 năm tới trở thành Platinum, các anh chị là đứng dậy được không ạ? Wow, ok. Trong vòng 1 năm tới, các anh chị nào đặt mục tiêu là Emerald ạ? Mời các anh chị đứng dậy ạ. Các anh chị nào đặt mục tiêu là trong 1 năm tới là đặt mục tiêu Diamond không ạ? Và cái điều tiếp theo đó là một cái vai trò hình mẫu của sự thành công. Thì tất cả các anh chị là Platinum, Emerald hay là Diamond, thì các anh chị đang thể hiện cái vai trò là một cái người hình mẫu của mình. Khi mà các anh chị có thể hình dung được mình là một cái vai trò hình mẫu, thì bản thân của mình có thể động viên rất là nhiều người khác, mà có thể những người đó họ sẽ theo bạn, bởi vì bạn là một cái ví dụ rất là tốt. Và một điều mà tôi muốn nhấn mạnh rằng, khi chúng ta là một đội nhóm, chúng ta là một team, thì mỗi thành viên trong đội nhóm đó sẽ động viên lẫn nhau. Và khi các anh chị là một thành viên của đội nhóm, các anh chị nỗ lực, thì mình biết được rằng mình đang đóng góp và tạo ra giá trị cho chính ngôi nhà của mình. Chính cái ngôi nhà này sẽ nỗ lực để phát triển thành một và trong những đội nhóm dẫn dắt thị trường Việt Nam. Khi mà các anh chị có được cái điều đó thì các anh chị sẽ rất là chắc chắn, và không có cái điều gì có thể làm các anh chị lung lay hoặc rời khỏi con đường đó. Và để tổng kết lại thì tôi muốn chia sẻ một điều rằng là để phát triển từ Platinum trở lên thì các anh chị phải là một cái người mà phát triển bản thân của mình giống như là một cái hành trình cả một cuộc đời. Và ngay cả đối với bản thân của tôi thì tôi luôn có một cái cuốn sổ để mình có thể viết và nốt lại
Bởi vì tuy là tôi 74 tuổi nhưng tôi không nghĩ rằng mình là cái người biết tất cả. Bởi vì mình luôn luôn có những cái điều mới, luôn luôn có những cái sự phát triển và sự thay đổi liên tục. Thì đối với bản thân của tôi luôn luôn không ngừng học tập. Thì với tất cả các anh chị, một cái người mà xác định mình sẽ trở thành một người lãnh đạo thì cái việc không ngừng học tập là một cái điều rất là quan trọng. Và tất cả những người lãnh đạo thật sự là không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới họ đang thay đổi rất là nhiều. Và những người lãnh đạo hiện nay là những cái người mà yêu thích cái công nghệ, yêu thích cộng đồng xung quanh. Nếu các bạn trở thành một người thành công trong Amway thì các bạn phải yêu con người. Bởi vì nếu các bạn không yêu con người thì đôi khi trong một số cái tình huống nào đó mà người ta có những cái điều, những cái phản ứng mà nó không đúng với những kỳ vọng của mình thì mình lại thay đổi cái suy nghĩ đó, thì EQ của mình sẽ bị ảnh hưởng. Và trong cái mối quan hệ làm việc giữa các thành viên trong đội nhóm, giữa upline, giữa downline, giữa các thành viên khác thì nó sẽ có rất là nhiều thứ có thể xảy ra. Chẳng hạn như là cái việc mà hiểu nhầm thông tin, rồi tôi thì một số người thì làm việc quá nhiều, một số người thì lại không làm việc, hoặc là có rất là nhiều thứ có thể xảy ra. Và nếu chúng ta phản ứng lại với tất cả những cái điều đó bằng cái sự yêu thương, cái tình yêu thì mình sẽ có thể giải quyết cái vấn đề đó một cách rất là nhẹ nhàng, bằng cách là bỏ qua, tha thứ và quên đi. Thì nếu như vậy mình làm được cái điều đó thì điều đó sẽ trở thành văn hóa của đội nhóm. Và bên Thái Lan của tôi thì tôi có một cái đội nhóm rất là lớn, tất cả những diamond họ cùng làm việc với nhau trong một thời gian rất là dài, hơn 30 năm. Bởi vì tất cả những người này họ luôn có cái sự yêu thương, luôn có tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau. Chính những cái điều đó nó tạo nên một cái sự bền vững, chứ không phải là tập hợp lại rồi sau đó lại chia nhau ra, làm cho cái đội nhóm nó không có cái sự phát triển. Đó là lý do tại sao cái tình yêu, yêu đội nhóm, yêu con người rất là quan trọng. Cái điều tiếp theo á, là những người lãnh đạo hiện nay á, họ thích những cái đoạn tin nhắn ngắn. Giống như là những người kiểu cũ như tôi hồi xưa, tôi rất là thích viết dài. Nhưng mà bây giờ tôi cũng phải thay đổi để viết ngắn hơn. Và những cái đoạn văn ngắn mà tôi có thể gửi đi, nó mang một cái tính là cập nhật liên tục và rất là gần như là real time, là thực tế luôn. Những nhà lãnh đạo hiện nay họ yêu thích cái sự sáng tạo. Những nhà lãnh đạo hiện nay thì họ yêu thích cái sự sáng tạo. Và như các anh chị thấy, tôi cũng là một cái người yêu thích cái sự sáng tạo. Như là cái slide của tôi là do một downline của tôi làm, gọi là rất là bắt mắt, rất là đẹp, đúng không ạ? Bởi vì chính cái sự sáng tạo đó nó có thể thu hút được rất là nhiều người từ Gen Y, Gen X hoặc là Gen Z. Thì hình ảnh nó có thể đi đến trái tim, và âm nhạc nó có thể kết nối tất cả mọi người với nhau ở tất cả các độ tuổi. Và những nhà lãnh đạo hiện nay họ yêu thích du lịch. Họ có thể đi du lịch rất là nhiều nơi nếu họ có tiền, và rất là điên cuồng về cái phong cách sống của họ. Những cái người hiện nay là họ không có thích cái điều là có rất là nhiều tiền ở trong ngân hàng, mà họ thích là cái việc là sử dụng cái tiền đó để cho cuộc sống của họ như thế nào. Và tất cả những cái điều này có giúp cho các anh chị có thể gọi là có được cái khả năng bảo trợ tốt hơn mà. Bởi vì tất cả những cái điều này sẽ thu hút được rất là nhiều người. Cũng giống như là chính bản thân của tôi mới vừa quay trở về từ Mỹ. Tôi đã đi một cái quãng đường rất là xa từ Thái Lan đến Mỹ chỉ với một cái mục tiêu là học mặt lại cái lớp mà tôi học thạc sĩ hồi xưa tại Mỹ. Bởi vì tôi đi với cái vé nó rất là đắt và di chuyển một cái quãng đường rất là dài, bởi vì tôi mong muốn gặp lại tất cả những người bạn cũ, những người bạn mà hơn 50 năm trước tôi chưa bao giờ gặp lại. Bởi vì tôi là một cái người sinh viên trao đổi trước đây tại Mỹ. Nếu không phải là một cuộc sống của một người thành công trong Amway, các chị nghĩ mình có thể làm được điều đó không ạ? Bởi vì hầu hết tất cả những người bạn của tôi là họ đã trên 70 tuổi rồi. Mà để di chuyển một đoạn đường dài như vậy thì bản thân của tôi phải rất là khỏe. I must have money. Tôi phải có tiền. I must have time. Tôi phải có thời gian. I must have a positive attitude to see people. Và tôi phải có một cái thái độ rất là tích cực để có thể gặp lại những người bạn của mình. And this is all the crazy lifestyle. Và đó gọi là đi cuồng trong cái phong cách sống của bản thân mình. Và tôi đang lên kế hoạch cho toàn bộ gia đình của tôi đi Peru. Bởi vì trong năm tới cái chuyến FC là sẽ đi Peru, và thời điểm đó tôi cũng sẽ dẫn toàn bộ gia đình của mình đi theo. Tôi bỏ ra thêm 2 triệu bạc để có thể đem 10 người trong gia đình của tôi tham gia cái chuyến đó. Các chị nghĩ có phải đây là một cái gọi là một cái phong cách sống nó rất là độc đáo và gọi là hơi điên điên không ạ? Rất là độc đáo. Và những cái hành động, những cái điều tôi làm là động viên người khác rất là nhiều. Và tất cả những người bạn trước đây từ chối Amway tôi thì thời điểm bây giờ họ phải thừa nhận rằng đó là cái quyết định đúng của tôi, quyết định mang lại cái sự thành công và một cái phong cách sống rất là đặc biệt. So this is example for you. Đây là ví dụ cho các anh chị. Ok. Và ở trong cái giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 thì chúng ta cần một cái môi trường mới. Các anh chị nhớ cái hình ảnh này không ạ? Many years ago.
nhiều năm về trước. Và tôi đã làm việc với Phương cách đây 8 năm và chúng tôi đã có rất là nhiều những cái hoạt động. Và đây là cái hoạt động về VIP OVP của tôi đã làm được một số lần trước đây. Và tôi rất là hạnh phúc khi thấy được tất cả những bạn trẻ này là vào trong top 100 những nhà phân phối dưới 30 tuổi tham dự cái Young Leadership Forum của Amway Việt Nam. Và tất cả các anh chị đều đẹp hơn rất là nhiều, đẹp trai và đẹp gái rất là nhiều. Và tôi có rất nhiều những cái sự hỗ trợ phiên dịch từ chị Phương. Và đây là một cái bức ảnh mà tôi rất là yêu thích bởi vì nó có rất là nhiều, có mặt rất là nhiều những anh chị em lãnh đạo. Trong cái bức ảnh này thì một số bạn vẫn chưa dám công. Đây là cái bức ảnh mà tôi rất là thích và tôi nhờ Tiến gửi cái bức ảnh này cho tôi. Thì các anh chị thấy Eagle hiện nay rất là hiện đại và rất là chuyên nghiệp. Và đây là một bức ảnh mà có thể rất là đặc biệt bởi vì nó thu hút và kết hợp được rất là nhiều những lãnh đạo ở rất là nhiều những lứa tuổi. Và chúng ta thấy được cái sự động viên từ bức ảnh này. Và chính cái bức ảnh này các anh chị có thể sử dụng để có thể chia sẻ những người mới của mình, hoặc thậm chí chia sẻ cho những người downline đang ngủ của mình, để cho họ thấy được à, bạn nên đến LYC của đội nhóm đi. Bây giờ nó rất là khác biệt và hiện đại rất là nhiều. And this is not today, it's yesterday. Và bức ảnh này là bức ảnh ngày hôm qua. Ok. So I want to summarize. Và tôi muốn tổng kết là hiện tại các bạn đang có cái gì? Sau 8 năm học tập, 8 năm nỗ lực làm việc thì tất cả các bạn, tất cả các anh chị đã có thể tích lũy được đầy đủ tất cả những kiến thức, tất cả những cái kinh nghiệm mà mình có thể muốn trở thành những cái điều gì trong tương lai mà mình có thể đều làm được. Và không chỉ là kiến thức mà các anh chị còn có hội tụ đầy đủ tất cả những cái kỹ năng. Những cái kỹ năng mà để có thể làm một cái meeting và một cái công việc 3S chất lượng. Và các anh chị luôn luôn có thể gọi là đào tạo để cho tất cả những thành viên trong đội nhóm đều có thể làm được điều đó. Và tất cả các anh chị đã có thể tích lũy đủ tất cả những cái công cụ mà giúp cho các anh chị thành công. Tôi có một điều tôi rất là hạnh phúc. Và ở trong tiếng Thái thì bà dùng một cái từ, nhưng mà cái từ đó dịch ra tiếng Việt của mình đó là tôi cảm thấy rất là hãnh diện và rất là hạnh phúc khi thấy tất cả các thành viên trong Eagle là những người học trò, là những người con của tôi. Họ đang dần, tức là họ đang phát triển và thay đổi rất là nhiều cho chính bản thân của mọi người. Và tất cả các bạn đã có rất là nhiều kinh nghiệm của tôi, bởi vì tôi không thể đếm được tất cả những cái chương trình, những cái sự kiện mà tôi đã tham gia chia sẻ cho tất cả các anh chị ở Việt Nam. Và một điều rất là quan trọng và tôi rất là hạnh phúc, và tôi rất là hạnh phúc khi thấy được tất cả các anh chị trở thành huyền thoại của Amway Việt Nam. Và tôi phải thừa nhận một điều rằng chúng ta không thể đạt được tất cả những cái điều này nếu chúng ta không có tình yêu, nếu chúng ta không có một cái tinh thần teamwork giữa tất cả các anh chị với nhau. Và một điều rất là quan trọng, tất cả các anh chị có một offline rất là tuyệt vời. We should give the biggest hand to Diamond, Phương and Dr. Bắc. Và các anh chị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn đối với anh chị Phương Bắc ạ. À. And I will always be with you, either whatever you need, okay? Và tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh tất cả các anh chị lúc mà các anh chị cần. So actually I want to say Eagle hiện nay có kiến thức, có kỹ năng, có công cụ, có kinh nghiệm, có đội nhóm và có cả upline. Ba upline này đã đem đến cho chúng ta có thêm những upline nữa. Đó là thầy Stephen Lim, đó là thầy Phu. Bởi vì bà đang làm việc rất là sát sao với cả hai người thầy đó. Tôi sẽ tổ chức một cái sự kiện Grado trong tháng 10 sắp tới. Và tôi có thể chính thức thông báo rằng cái sự kiện Grado đó dành cho hai nước Thái Lan và Việt Nam. Cái điều quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh rằng một người lãnh đạo thành công là người lãnh đạo phải có một cái tầm nhìn. Bởi vì tất cả những cái tầm nhìn của mình nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta không có cái sự cam kết. Cho nên hai điều này rất là quan trọng, tầm nhìn và sự cam kết. Tầm nhìn đưa chúng ta đến cái tương lai của mình và chúng ta có thể đi bao xa là tùy mình. Bao xa chúng ta có thể đi và cái độ lớn mà chúng ta có thể nỗ lực để làm. Và đối với bản thân của tôi, tầm nhìn đó là một thành công không giới hạn. Tầm nhìn cho chúng ta được cái tương lai, nhưng mà chính cái sự cam kết sẽ hiện thực hóa cái tầm nhìn đó trở thành một cái kết quả. Và chúng ta bao xa, chúng ta đạt được như thế nào là đều thể hiện qua cái sự cam kết của chính bản thân mình. Và với cơ hội kinh doanh Amway, tất cả mọi bước trên đường đời của mình đều có thể trở thành thành công với cái mong muốn của bản thân mình, bằng cách là chúng ta có tầm nhìn và có sự cam kết. Và tầm nhìn và sự cam kết để xây dựng huyền thoại của chính bản thân bạn. So,
Và tôi muốn động viên tất cả các anh chị rằng là có một cái mục tiêu 3 năm để trở thành Diamond, mặc dù cái nền tảng của các anh chị hiện nay là cái gì đi chăng nữa, 12%, thì vẫn có thể đạt mục tiêu Diamond trong vòng 3 năm. Và cái thứ hai đó chính là Core Plus, bởi vì Core Plus sẽ có thể giúp cho các anh chị giàu hơn và sống thoải mái hơn. Bên cạnh cái khoản tiền mà mình có thể nhận được nhiều hơn thì những cái giá trị tổng quan của Amway là tự do, gia đình, hy vọng và tưởng tượng, tất cả những cái điều đó có thể đem cho chúng ta thành một con người tốt hơn trong tương lai. Tôi muốn nói rằng là dũng cảm để thành công là dũng cảm chiến thắng trái tim của mình, chiến thắng tất cả những cái thử thách mà mình có thể gặp phải, và trong tương lai tất cả những cái đó sẽ giúp cho các anh chị thành công. And see you at the top. Và gặp các anh chị ở đỉnh thành công.